Thưa quý vị, buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương diễn ra thuận lợi, an toàn và nghiêm túc. Sáng nay, thí sinh thi môn ngữ văn. Đây là môn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất với hơn 15.000 em. Trong số các môn thi tốt nghiệp năm nay, ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút. Sáng nay, điều kiện thời tiết khô ráo giúp thí sinh và phụ huynh thuận lợi di chuyển đến điểm thi. Khu vực các điểm thi thuộc phía nam của tỉnh không ghi nhận trường hợp giao thông ùn tắc ảnh hưởng đến thời gian đi thi của thí sinh. So với năm trước, năm nay, công tác đảm bảo an ninh trật tự trước cổng điểm thi được ngành chức năng triển khai chặt chẽ hơn, đảm bảo thông thoáng, yên tĩnh. Mỗi điểm thi đều có bố trí khu vực dành riêng cho đội hình tiếp sức mùa thi và phụ huynh ngồi chờ thí sinh. Ghi nhận ở các điểm thi ở thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, kết thúc thời gian thi ngữ văn, thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi, nhẹ nhõm. Thí sinh đánh giá đề ngữ văn năm nay tuy hơi dài nhưng dễ lấy điểm. Đề văn năm nay là dễ. Đất nước chín câu đầu, nói chung là làm được với mọi người luôn. Bạn nào mở đề ra cũng thấy bạn nào cũng làm được 2-3 tờ hết. Em cảm thấy thi môn này rất là vui, em sẽ cố gắng để thi tốt cái môn chiều nay. Thấy ngữ văn xong thì thoải mái, giờ về nhà thì chuẩn bị cho môn toán thôi. Các điểm thi đều tổ chức đội hình tiếp sức mùa thi hỗ trợ thí sinh, phụ huynh. Những lời cổ vũ, động viên sôi nổi, nhiệt tình của các tình nguyện viên cùng tình cảm yêu thương ấm áp từ người thân là hành trang để thí sinh tiếp tục bình tĩnh, tự tin hoàn thành 3 môn thi tiếp theo. Báo cáo nhanh từ Hội đồng thi số 44 tỉnh Bình Dương, buổi thi sáng nay, toàn tỉnh vắng 24 thí sinh, trong đó có 9 thí sinh thuộc diện miễn thi, không có thí sinh vi phạm quy chế thi.